chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì Tết gần kề rồi các anh chị ha. Nếu các anh chị nào mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi nè, ở nhiều option để Tết mình đi về quê, mình đi du lịch thì phải lấy ngay em này nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Kia Sedona, máy dầu bản full đời 2019 các anh chị. Xe thì đi khoảng 52.000 km rồi. Và Tuyền đang bán xe này với giá là 1.066.000.000 các anh chị ha. Xe này thì biển Sài Gòn màu trắng luôn, rất là dễ sử dụng các anh chị. Nếu mà nói về Sedona thì Tuyền còn thêm hai xe nữa, một chiếc tương tự như thế này, đời cũng 2019 màu trắng nha, nhưng biển tĩnh, con đó thì 1056 nè. Và Tuyền còn thêm một chiếc màu đỏ, một cái màu mà siêu hiếm nha, đời 2020, đi khoảng 40.000 km. Chiếc đó thì bên Tuyền đang bán với giá là 1.096.000.000 nha. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới hai chiếc Sedona kia thì nhớ liên hệ Tuyền, thì sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị, mang biển số Sài Gòn. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn lấy chiếc này thì không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên nha. Nước sơn quanh xe thì cũng khá là liền lạc đồng màu từ trước ra sau nè. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin, còn mới 100% ha, trầy xước hay là giảm tút nhẹ nhẹ một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị ha. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ máy móc các anh chị. Xe này biển số khá đẹp các anh chị, 51H nè, 88281, biển số khá đẹp các anh chị nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp tiền nè. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lái chiếc này thì mình giữ biển đi ha. Rồi, phần nắp capo thì không có bị trầy xước gì hết các anh chị, rất là đẹp luôn. Cản cũng không có bị trầy xước nha. Phía trước thì có cảm biến trước cho mình nữa nè. Đèn là bi led hết các anh chị. Những cái mối nối nè, rất là khít nha, liền lạc đồng màu. Lớp nè, độ gai gió rất là sâu các anh chị, độ gai gió cực sâu nha. Mâm thì không có bị trầy xước gì hết đó các anh chị. Mâm rất là đẹp, mâm này là mâm R18 các anh chị nha. Để Tuyền xem, đăng kiểm thì còn tới tháng 3 năm 2024 các anh chị. Ở đây thì có dán phim cho mình nè, tay nắm cửa thì có nút mở cửa một chạm các anh chị ha. Bên hông xe thì cũng không có bị trầy xước hay là móp méo gì hết, rất là đẹp. Phía sau mica đèn cũng còn rất là đẹp các anh chị nha, không có bị bể hay là ố mờ gì hết nha. Phía sau thì có một cái cam lùi, có cảm biến lùi đầy đủ cho mình sử dụng ha. Xe này bản Platinum D các anh chị, bản full nha, nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền luôn. Đấy, Tuyền sẽ quay thật là chi tiết nha, để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chất xe thật sự của nó là như thế nào nha. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp. Xe của mình là cấp điện các anh chị ha. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Ở đây anh chủ có nẹp cho mình những cái inox như thế này ha, để bảo vệ cái phần nhựa nè các anh chị. Anh chủ trải 5D, đây, lót phía sau cốp như thế này ha, rất là sạch sẽ luôn á, rất là kỹ nha, chứng tỏ anh chủ nhà mình giữ xe khá là kỹ á. Rồi, con đội tay quay đồ nghề còn khá là đầy đủ và còn rất là mới các anh chị nha. Những cái phần nhựa bên trong hầu như là không có một vết trầy xước nào hết nha. Có những cái cổng sạc điện thoại nè, những cái bệ tì tai học để ly cũng không bị trầy xước gì hết. Đấy, ghế này mình có thể gặp lại được các anh chị ha. Mình gặp thẳng lại xuống, mình để đồ được rất là nhiều nè. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra khi mà bán xe ra thì bên Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Hai bên là cửa lùa điện các anh chị, rất là tiện lợi luôn. Ghế thì ghế da tông màu kem các anh chị. Sàn thì để Tuyền xem, sàn 5D nè, có những tấm rối ở phía trên ha, rất là sạch sẽ, tông màu kem, nó nhìn rất là sang. Trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời hai khung các anh chị nha. Điều hòa của con này thì ba vùng độc lập, phía trước là hai vùng và phía sau một vùng, mình có thể điều chỉnh được luôn các anh chị nha. Dòng này thì khỏi phải bàn về option rồi, option phải nói là miên man luôn á các anh chị. Đấy, option miên man nha. Để Tuyền nổ máy lên nha, hơi nóng. Đấy, xe của mình thì ghế lái chỉnh điện và có nhớ ghế hai vị trí các anh chị ha. Bên đây những cái nút bấm nè, đây có tắt mở cảnh báo điểm mù nè các anh chị. Rồi đây cân bằng điện tử ha. Vô lăng nè các anh chị, vô lăng bọc da nha, không bị trầy xước cũng không bị hao mòn. Có những cái vân gỗ như thế này nhìn rất là sang nha. Những cái nút bấm này các anh chị không có bị mờ chữ hay là mất số gì hết nha, rất là đẹp luôn. Đàm thoại rảnh tay, ru control. Đấy, rồi nhìn đồng hồ giúp Tuyền nè,
51.976 km các anh chị nha. Trên đây anh chủ có trang bị cho mình một cái tấm thảm táp lô, bên dưới thì không có bị trầy xước gì hết ha. Nay mấy cái này là bên tiền kiểm tra hết rồi các anh chị. Anh chủ lắp thêm cho mình một cái camera hành trình nè. Rồi dưới này ha, một cái màn hình zin theo xe, dàn lạnh thì hai vùng nè các anh chị. Đây những cái nút bấm còn rất là mới ha. Đây là những cái cổng sạc điện thoại nè, rồi có sạc không dây nữa các anh chị. Phanh tay điện tử ha. À, auto hold nha, rồi tắt mở cảm biến nè, chế độ eco, sấy ghế sưởi ghế ha, sấy sưởi vô lăng. Rất là nhiều option cho chiếc xe này luôn, ghế lái, ghế phụ thì chỉnh điện hết. Trên này thì có cửa sổ trời nữa, tiền mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem nha. Một chạm còn hoạt động rất là tốt, tiền đóng lại ha. Và ngồi trên đây thì bắt tay có thể là điều chỉnh là mở ghế nè, à, mở cửa nè, mở cửa hông được luôn các anh chị ha. Rất là nhiều tính năng cho chiếc xe này luôn. Đi gia đình rất là thích hợp các anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ. Tiền sẽ để máy để cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn ha. Có nhiều anh chị cũng hay nói là máy dầu thì đi nó khá là ồn. Tiền máy xăng nhưng mà nó không ồn lắm đâu các anh chị. Dòng này nó không có ồn lắm nha. Rồi ốc của nắp cabo, keo chỉ cabo nguyên zin các anh chị nha. Khoang máy và nó rất là mới, rất là sạch sẽ luôn á. Rồi đây ốc máy nè các anh chị, ốc ác sơn phết nè các anh chị thấy không ạ. Sơn phết nguyên zin, tem mát từ nhà máy vẫn còn luôn. Mở cái khoang máy ra mình nhìn ốc ác như thế và nó là cực kỳ yên tâm nha, cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn. Đấy, không có ồn máy đâu các anh chị ha. Rồi thì đóng lại nha, nếu mà các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái nha. Còn muốn chắc thì cứ mang ra hãng test là chắc nhất các anh chị. Tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nè. Một chiếc xe 7 chỗ nằm trong phân khúc MPV cỡ lớn của Kia nha. Sedona máy dầu bản full đời 2019, xe đi 52.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 1.066.000.000 các anh chị nha. Giá ở đây Tiền báo thì sẽ còn bớt cho các anh chị tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Công ty của Tiền thì nằm gần ngã tư Bình Phước nên khi đi xem xe thì nhớ liên hệ Tiền, Tiền sẽ chỉ đường để các anh chị nhà mình đi cho dễ dàng hơn nha. Còn nếu mà cần quan tâm chi tiết hơn về thủ tục rút hồ sơ nè, thủ tục sang tên, hay là thủ tục mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tiền, hay là thủ tục trả góp thì nhớ liên hệ Tiền, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn ha. Xe này Tiền hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nha. Thủ tục hồ sơ thì rất là nhanh gọn lẹ luôn. Nên các anh chị nào mà mình đã thích cái dòng này rồi thì hôm nay thì nhận lại ngân hàng rồi thì phải liên hệ cho Tiền ngay nha. Và 7 chỗ thì hiện tại bên Tiền cũng còn rất nhiều xe cho các anh chị nhà mình lựa chọn ha. Có Xpander số sàn, Xpander số tự động nè, Etiga chỉ hơn gần 500 thôi, 500 là đã sở hữu được rồi nè. Rồi Santa Fe máy xăng, Santa Fe máy dầu, Everest rất nhiều xe. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào á, thì có thể là ở lại bên kênh của Tiền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi đừng quên cho Tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.